Ban Thường vụ Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đồng Nai lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 17 câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trực thuộc hội với trên 3.200 hội viên. Nửa nhiệm kỳ qua, hội đã nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra, đồng thời tiếp tục phát động và triển khai hai cuộc vận động Thầy thuốc trẻ tiên phong sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng và Thầy thuốc trẻ xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, được Bộ Y tế, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng nhiều bằng khen. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua tờ trình dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai lần thứ 3 giữa nhiệm kỳ, thảo luận đưa ra các giải pháp phương hướng thực hiện nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo quy chế giải thưởng thầy thuốc trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2024-2029. Hội nghị cũng hiệp thương nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khóa 3, nhiệm kỳ 2020-2025, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thầy thuốc trẻ tỉnh Đồng Nai giữa nhiệm kỳ